Ok, đây là cái bài hôm trước của chúng ta. Thì cái chân này tôi đã chỉnh lại một chút cho nó mập hơn. Bài hôm trước chúng ta vẽ nó hơi gầy. À, nhìn cái tỷ lệ nó không ổn lắm. Giãn theo phương chiều ngang cho nó mập hơn một chút. Ở đây tôi sẽ chọn cái độ 1. Trong trường hợp mà các bạn bấm số 1, các bạn quét mà nó vẫn bắt được điểm nhưng nó không hiển thị ra thì các bạn lại convert nó sang poly một lần nữa. Sau tôi sẽ stream tree như sau. Edit poly, xóa cánh giữa đi luôn. Kiểm tra lại nhìn cái tỷ lệ độ dày, chiều cao và bề ngang của nó trông đã ổn chưa? Ở đây nó đang hơi lớn một chút. Ok, và các bạn thấy rằng những cái gân này chúng ta ở đây nó có những gân lên, còn lại những cái mặt này nó lõm xuống, rất là dễ chúng ta sẽ bevel nó xuống hoặc là có thể extrude nó xuống. Thì cái phần mặt sau của cái chân này chính là cái phía bên này, nó ăn theo tuyến như vậy. Nhưng mà lên trên này nó lại khác một chút. Phần trên này thì cái gân này nó lại nổi lên tương ứng với phần gân lõm, tương tự cái thằng ấy lõm thì nó lại nổi, còn cái gân mà nó nổi lên thì nó lại lõm xuống, nên ở đây chúng ta sẽ chỉ xử lý đến cái phần dưới mà thôi, phần trên chúng ta sẽ chữa lại. Ở đây tôi chọn cái độ 2 connect. Đầu tiên tôi sẽ giãn thêm nó một cạnh nữa, giãn ra một chút. Ok. Sau đó để tạo gần cho nó rõ nét thì các bạn có thể chamfer cạnh ra luôn. Và cái phần này của chúng ta bắt đầu là nó lõm xuống. Thì ở đây nó đã có cái gần rồi. Đấy, các bạn nên connect thêm cho nó một gần nữa ở đây để tạo cái độ dày cho cái gần ngang này. Tôi sẽ glue nó một cạnh. Tương tự phía bên này. Cho cái đầu 4 Shift Control Shift. Nhưng phía trên nó không có nên là tôi sẽ giữ alternate bỏ nó đi. Nó sẽ đến vị trí như này thôi. Và tất nhiên là tôi sẽ bevel nó xuống. Lọc cổ nó mô bóp một chút. Ok, trông khá là ổn. Tiện tay chúng ta sẽ làm luôn với cái mặt này. Tôi sẽ bevel lại cho nó sâu hơn một chút.
Ok. Đối phần trên thì cái chỗ này nó mặt này nó lồi ra, còn những cái khe kia nó lõm lại. Do nó chạy một mạch lên trên này. Do đó đây chúng ta sẽ vẽ chút những cái mặt phía trên này cho nó lồi lên đã. Nó sẽ bắt nguồn từ một cái vị trí ở đây. Scale ở trong phẳng. Kế tiếp chúng ta sẽ cho cái 4. Thì thay vì là này chúng ta ấy chút nó lồi ra thì những cái phần chỉ này chúng ta sẽ ấy chút cho nó lõm lại. Rất là dễ dàng. Tôi sẽ chọn cái 4. Chọn những cái chỉ này. Chọn những cái mặt này. Ấy chút cho nó lõm lại. Lọc con normal. Các bạn nên chọn quá lên này một chút để sau này cái phần mặt gỗ phía trên nó che chắn nó cho đỡ lộ. Trường hợp các bạn muốn cái mặt ở đây nó gồ ra một chút, nó cong rõ như này, chúng ta sẽ phải thêm một cái cạnh ở chính giữa, connect một xong mình. Đồng thời tôi sẽ kéo những cái điểm này ra. Ok. Như vậy là tôi đã hoàn thiện xong một cái chân. Khi chúng ta xong một cái chân, chúng ta có thể xong luôn bốn cái khác. Ở phía dưới này lại có chút vấn đề. Cái thằng này của mình nó lại giật xuống. Đúng ra là nó là một cái miếng gỗ khác, nhưng trong quá trình mà người ta hoàn thiện sản phẩm, nó làm cho liền lại khối, không có cái vết viết vết rời rạc giữa cái phần chân này và cái phần chân phía trên. Thế này tôi sẽ ấy chút cái này xuống. Chúng ta sẽ chọn cái 4. Control Shift. Quét những cái mặt này, bỏ cái mặt trên này. Bỏ những cái mặt này. Cái tia tôi sẽ chút xuống. Ok. Để nó phẳng tôi sẽ scale nó lại. Đây nó phần lồi ra một chút. Scloop. Scale nó một chút
cho cái đống 4. Extrude ra một chút nữa. Ok. À, như vậy là tôi đã xử lý xong phần chân. Convert nó sang poly để tránh hiện tượng vỡ mặt. Scale lại. Cái bên dưới chúng ta dường như nó đang hơi lớn một chút. Ok. Không sao. Copy này. Mirror. Attack những đối tượng này lại. Đối với cái chi tiết hoa văn phía trên này. Thì đây các bạn thấy rằng là nó chia ra làm, chúng ta nên chia làm hai phần nó riêng nhau. Cái phần thứ nhất là cái phần khối trên này, lẫn những cái cục phía dưới và cái mặt hoa văn này chúng ta sẽ vẽ rời. Thì với cái khối trên này, các bạn thấy rằng ở dưới nó có một chi tiết chỗ này hơi phức tạp, nhớ cái mặt này nó phẳng, nó cuộn tròn lại lên trên này, đây lại lõm vào nữa. Thì để vẽ này tôi sẽ đi từ đối tượng cylinder, tôi sẽ vẽ cái mặt này trước, sau đó chúng ta sẽ scale những cái cạnh ra ngoài, sau đó chúng ta sẽ hiệu chỉnh nó. Giảm cái số lượng cạnh này xuống. Edit. Cái tiếp đứng ở vùng nhìn top, xóa những cái mặt sau đi. Chọn cái độ 3, chúng ta scale những cạnh ra ngoài một chút. Chọn mặt scale lại một chút, di chuyển lên trên. Các bạn có thể thấy cái khoảng cách từ cái mặt này của chúng ta lên trên này, nó ngắn hơn là từ đây xuống dưới này. Kế tiếp ở đây tôi sẽ cho này nó cuộn vào đây luôn bằng cách ta có que bập cái cạnh này vào đây. Ở đây bắt đầu nó có một cái vị trí cạnh nó chạy xuống dưới này. Ở đây các bạn có thể thấy và phần trong nó lõm lại.
Tất nhiên là về cái cao độ cái mặt này của chúng ta và những cái phần này nó vẫn là bằng nhau. Nhà đây tôi sẽ cắt cho nó một cái vị trí. Lên đây luôn. Thì cái cạnh mà tôi vừa vẽ, cái cạnh này chính là cái cạnh mà chúng ta vừa tạo để thể hiện cái này. Cái tiếp vào đây tôi sẽ extrude những cái mặt này xuống. Xóa cái mặt này đi. Nếu các bạn tình ý, các bạn sẽ thấy cái khối này của chúng ta nó giật ra ngoài một chút. Nên đây tôi sẽ extrude cái mặt này lên. Insert luôn. Chamfer luôn cái này. Đối với cái cạnh này, chúng ta cũng sẽ chamfer nó ra. Để nhìn sau này khi tôi bổ xuống nút mút, nó sẽ sắc nét lại. Collapse những cái điểm này lại. Và để cho cái phần này nó cong, chúng ta sẽ di chuyển những cái điểm này vào trong. Khi Turbo Smooth tự động nó sẽ làm cho cái phần này nó trơn cong lại. Và việc lại rất là đơn giản, tôi sẽ chọn cấp độ 3 cho cái độ 2 nhé, đúc cái này. Bỏ những cái này đi. Cái điểm này chúng ta collapse vào luôn. Giữ shift copy vào một chút, bật bắt điểm này, cho nó bắt vào vị trí cạnh này. Để tôi có thể collapse những cái điểm này lại. Tạo cái veo luôn, điểm này bắn ra đây. Chọn cái độ 3. Giữ shift copy vào trong. Cái cạnh này sau này nó sẽ tạo ngấn cho cái đối tượng. Nó không còn tự động nó bóp tròn cái khu vực này vào. Nên là tôi sẽ phải xử lý nó. Tạo cái well. Có thể đưa cái điểm này cho nó bắn ra đây luôn. Ok. CMG. Edit Poly. Xóa cạnh.
Để tạo ra những cái khe này thì chúng ta sẽ có lấy cạnh và ấy chút nó xuống thôi, rất là đơn giản. Nên tiền ở đây tôi sẽ ấy chút những cái mặt đằng sau lên để chờ trước, sau này chúng ta vẽ cái phần trên để chúng ta brick lại cho cái đồng 4 ấy chút. Đưa lên đây scale. Nhìn lại cái tỷ lệ tiết diện ngang và chiều dài của nó trông như nào. Ok, cho cái độ 2 connect. Kế tiếp ở đây tôi sẽ extrude những cái cạnh này xuống. Nhưng mà tôi chỉ extrude những cái cạnh bao cong tròn này thôi. Nhà đây tôi sẽ quét bỏ những cạnh này. Kéo này ra ngoài cho dễ nhìn. Extrude. Ok. Để nó gồ cong hơn là chúng ta sẽ connect thêm cho nó những cạnh ở giữa này. Thì sau này mình sẽ vẽ một cái đối tượng khác phía trên này để hàn gắn với đối tượng phía dưới. Thì cái mặt phía trên nó khá là dễ này, các bạn có thể thêm bao nhiêu segment theo chiều dọc đều được cả. Để lưới cho nó đi đẹp hơn, tôi có thể quét toàn bộ những cạnh này. Ok. Tương tự. Sau đó tương tự tôi sẽ chọn những cái cạnh trên cái tiết diện tròn này mà thôi. Chúng ta sẽ đẩy nó ra. Bằng Modify Push. Post những cạnh này ra. Để biết bao nhiêu thì các bạn có thể turbo smooth trước. Quay lại post. Đẩy nó. Ok, vậy là xong. Convert nó sang poly để tránh cái hiện tượng bị vỡ hình. Ok, tutorial của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp. Chúng ta sẽ hoàn thiện cái đồn này.